Bóng đá châu Phi xuất hiện các trận đấu có tỷ số 91-1 và 95-0. Liên đoàn bóng đá Sierra Leone, SLFA đã mở cuộc điều tra hai trận đấu ở giải hạng nhất của nước này, bao gồm trận Gulf FC đánh bại Coquimali bằng 91-1 và Kahula Rangers để bẹp Lumbenbu United với tỷ số 95-0 ở giải Super 10 khu vực phía Đông. Tổng số bàn thắng trong hai trận đấu này lên đến 197 bàn, tức là nhiều hơn cả thời gian thi đấu. Công tính thời gian bù giờ, các cầu thủ ghi trung bình mỗi bàn trong vòng chưa đến 1 phút. SLFA tuyên bố họ sẽ không khoan nhượng với bất cứ hành vi dàn xếp tỷ số nào hoặc các hoạt động tương tự. Hiện tại, SLFA đã bắt đầu điều tra Liên đoàn bóng đá khu vực miền Đông, các trọng tài điều hành hai trận đấu nói trên, cũng như toàn bộ thành viên của 4 câu lạc bộ. SLFA nhấn mạnh, chúng tôi đảm bảo với người hâm mộ rằng các trận đấu này sẽ được điều tra kỹ lưỡng, bất cứ ai bị phát hiện có hành vi